Chào mừng các bạn, mình là Nguyên Hùng, rất vui được gặp lại các bạn tại Nguyên Hùng Audio Channel, kênh chuyên đánh giá các sản phẩm âm thanh nghe nhìn. Hôm nay mình có cơ hội được giới thiệu đến các bạn cặp Dayton dòng cao cấp của hãng Mitsubishi, đó là Dayton DS77HR. Trước tiên mình sẽ đánh giá về ngoại hình của loa này. Loa này có kích thước cao 68cm, sâu 33, bề ngang 38cm. Loa có 3 đường tiếng, bass 32cm, mid ở đây là 100mm, red 25mm. Loa có công suất 230W, nặng 27kg một loa. Bass không bằng carbon, viền vải, tất cả còn nguyên riêng các bạn ạ. Để đánh giá mình đôi loa này, mình nghe các loại nhạc sôi động, nhạc quê hương trữ tình rất hay, tiếng rap, tiếng mic rất là tơi nhuyễn. Đặc biệt loa này thì cần những âm ly và kéo khoảng 200W trở lên mới đánh ra được tiếng bass nó cho ra đều đặn và mềm mại được. Thì mình sẽ test cho các bạn nghe luôn bây giờ nha. Ok. Thank you.
rồi, mình đã test xong. Nếu thích thì hãy like ủng hộ và đăng ký dưới góc màn hình ủng hộ mình nhé.